Chào bạn, hôm nay mình tiếp tục lắp cáp cho nhà lưới để chuẩn bị sản xuất vụ dưa lưới năm 2021, vụ hè thu. Ở đây bắt đầu vào vụ đông xuân, bắt đầu vào bước sang khoảng đầu tuần tới mình sẽ ra dưa lưới đầu tiên. Và giờ mình bắt đầu mình lắp chặt cáp để thắt dây để kéo cho để làm dây để kéo dưa. Rồi hôm nay mình đang tiến hành lắp bắt vít và làm thắt dây. Công việc thì cũng đơn giản nhưng mà thì tính cẩn trọng rất tốt, rất rất cao. Cái này phải tính cẩn thận tỉ mỉ hoa đến khi nó dây nó tuột. Đây. Trước khi bắt bạn phải thế này, lấy đơ ra. Để giảm sau này mình kéo đơ nó dễ mà căng dây dễ. Đấy. Nè, thế này như vậy, vào là này, sau thế này. Đây.
này. Nào bạn thắt cái này nó co vào nó vuốt cái này nó được này. Đấy, bên hai này nó sát xuống. Đây, đây. Này nó phải thắt vào trong rít hai cái nó ép thật giết chặt.